Và ban tổ chức đã mời dự họp mặt ngày hôm nay, ngày tất niên của năm con mèo 23. Tôi biết là ngày hôm nay qua cái mạng của tôi ấy, cái nhóm mà chúng tôi hay gọi đùa với nhau là nhóm cà phê bằng lăng hoa tím, mà ông Thiền thì ông biết rồi, bằng lăng hoa tím là cây gỗ bằng lăng, là cái cây của ngành nông lâm súc, người ta dùng làm cửa không bao giờ vinh, giống như là không bao giờ hở văn tim của người già. Thì cái nhóm mà tôi đi ấy, mà do tôi mời được sự ủy nhiệm của ban tổ chức, tôi mời thì để tôi giới thiệu để chúng ta biết nhau. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị các cái cộng tác viên mới. Trước giờ cái nhóm tôi thì quý vị biết rồi, nhưng bây giờ tôi giới thiệu những nhân vật mới mà hôm nay tôi mời các bạn đã đến. Thứ nhất, nhà báo Hà Đình Nguyên giúp tôi tìm lại người bạn xưa ở học sinh. Thứ hai, nhà của nhiều nhà, tức là nhà thơ, nhà báo, nhà văn, nhà vẽ mỹ thuật, thủ tư là nhà của nhà Lê Minh Quốc của báo Phụ Nữ. Đột ngột thứ ba, mà có lẽ cũng là lần đầu tiên tới, cũng lâu lắm rồi, suốt từ năm tôi về hưu, tức là cái năm từ năm 2000, người bạn này là một nhà giáo mà cho đến nay là 2023, tức là 23 năm ông chỉ chăm chú viết một tác phẩm là Hành Trang Vào Đời, nhà văn Bùi Hữu Giao, năm 1990. 23 năm mà tôi chăm chút một cuốn sách duy nhất là Hành Trang Vào Đời, tái bản không biết bao nhiêu lần, nhưng mà rất hào hoa là bỏ tiền túi ra in để mà tặng bạn bè. Thậm chí những người bạn ở nước ngoài dịch sang tiếng Anh cũng để tặng cho bạn bè đọc, hiểu thế nào là đi tìm cái hạnh phúc đời người. Thế còn nhóm của chúng tôi quen thuộc thì có là nhà báo Bạch Kê ở Đài Truyền hình Bình Dương, nhà báo nhà thơ nên tiếng mời cũng tham gia cái tác phẩm này. Ông Nghè, chúng tôi gọi ông Nghè tức là nhớ lại cái học hàm ngày xưa là từ phó bản, phó tiến sĩ, phó giáo sư trở lên ấy, thì hôm nay có ông Nghè, bác sĩ chuyên khoa 2, Dư Ngọc Lâm, Đại học Thành phố, Đại học Sức Khỏe Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng cái nhóm mà chúng tôi quen thuộc rồi là có chủ tịch hội La Dê La Làng đó, là ông Trần Đình Thật. Rồi có một người vẽ bìa mà dạy ở trường mỹ thuật Bình Dương nay đã nghỉ hưu là thạc sĩ Thái Tuyên Điệp. Một nhà giáo cũng dạy ở trường mỹ thuật Bình Dương là mà này thuê ý số tâm linh là thạc sĩ Hoàng Phi. Một người bạn mà cùng học với ông Thiền nhưng mà ít gặp nhau, cũng dân nông mực xúc, bây giờ là phó chủ tịch hội đông y Thuận An, là ông Võ Thanh Bình. Một bạn nữa, người đặc biệt, khi chúng tôi thành lập cái hội Đa Dê mà do Úc Phương ký thành lập một cái hội viên tách ra khỏi hội đông y, thì cái người này vừa là thầy chú, vừa là nhà nghiên cứu tâm linh mà chuyên môn
thì ông giáo này, ông thầy thuốc này cũng vẫn tiếp tục cái sự nghiệp đóng góp cuộc chết đó tùy tâm là ông Nguyễn Mạnh Hùng ở Bình Dương. Còn cái người mà luôn luôn sát cạnh của chúng tôi, cung cấp bài vở chúng tôi, chúng tôi là nhà du lịch mạng, là ông nghè thầy thuốc ưu tú Đinh Văn Khai. Một thầy thuốc khác làm thanh tra Sở Y tế Bình Phước rồi về Bình Dương, mà ngày xưa làm thầy thuốc bất kể công hay tư, mà nghe thanh tra y tế mà đến khám đến kiểm tra là sợ lắm, thế nào cũng bị phạt, mà phạt đóng tiền nặng lắm. Thì cái ông này là thầy giáo dơ cao mà đánh xé, hôm nay cũng có mặt là bác sĩ Phan Văn Hoàng. Cái nhóm của chúng tôi bây giờ cái đầu óc thì cũng có chợt nhớ chợt quên, thì học có những người bạn mà tôi biết mặt và quên tên, nhưng mà tôi nhìn một người tôi lại nhớ một người khác, là một người khác bây giờ là cộng tác viên chí cốt của tờ Linh Hoa Tự Đàn, mà anh mất rồi. Phu nhân, nói là phu nhân thì cũng được, văn nghệ mà, nhưng mà người tình văn nghệ của người bạn tôi đã mất, là xin lỗi chị, tôi quên tên rồi. Thôi chị đứng lên cho mọi người ơi. Có khổ đó, bây giờ già chợt nhớ chợt quên thì bị tai biến mà, phải chúc ba tông đi. Thế còn ở đây thì ai cũng biết cái người mặc áo đen ngồi cạnh ông Thiền đó là cái người mà gọi là cái bạn bè ví là trời sinh có một phúc nhân, hoa tay thì ít, hoa chân thì nhiều, nghệ sĩ chân cũng ngồi ở đây. Một thế hệ khác học trò của tôi năm xưa 50 năm rồi, nhạc sĩ rất là nghệ sĩ, đầu tóc giống như là ông chị Công Sơn đấy, là nhạc sĩ Tấu Hoàng Tiến, học sinh Nhâm Văn Trúc năm xưa cùng với ông Thiện. Bây giờ tôi nhớ trong tôi kể đó là cái nhóm của tôi, nhưng còn nhóm của các vị khác thì có vị giới thiệu. Thế rồi bây giờ hình như là còn nhớ chứ, còn một người Quảng Nam cùng quê với Lê Minh Quốc, người Quảng Nam thì tài lắm, nhưng mà người Quảng Nam này là một trẻ Bình Dương, viết sách thì cũng cầu kỳ. Khi đặt tính câu này là khi tặng sách cho ai ấy, không giống tôi chỉ ghi là kính biếu, kính tặng anh chị gì đó vân vân, nhưng câu này viết khoảng 3 dòng chữ ngắn lắm, đó là nhà nghiên cứu sử học ông Nguyễn Hiếu Học. Văn tế dỗ ông bố tôi
năm nào cũng ngày dỗ bố chứ là đọc cái bài văn tế đó. Trước dịch đó, cái năm trước dịch đó. Thầy Nhàn, thầy dẫn đoàn thành phố lên thì cũng đông lắm, kiểu